Hôm nay em xin giới thiệu nơi cắt Kalebusa được công ty cổ phần Coco Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Như mọi người đang nhìn thì đây là chính là bản hướng dẫn của lưỡi cắt và đây chính là trang web của hãng Kalebusa, là hãng sản xuất tại Nhật. Như mọi người đã biết về trang web của người Nhật rất là khó để đăng ký, nên đâm ra là mọi người ai mà biết thì có thể check sản phẩm chính hãng như nào. Lưỡi bằng hợp kim cao cấp nên khi mà mọi người sử dụng liên tục sẽ đảm bảo được tiến độ cũng như là chất lượng sản phẩm sau khi cắt. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mong mọi người mua được sản phẩm đúng với giá thành, chất lượng. Xin trân trọng cảm ơn.